Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm. Con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết tự bao giờ các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa, ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ trồng, dành trồng ở trong gì? Đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì? Cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi. Thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử đi đến để hỏi Thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất cho phòng bảo vệ chúng ta biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi muốn cứ muốn đánh cây đa đó đi để đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng cứ bảo nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì? Lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Mà đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc. Cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám. Cứ bảo hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay. Hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân gì đó, là các bố sợ. Động đến một cái là sợ. Chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. Thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp Thầy, nói rằng có cách gì để chuyển ông Thầy. Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá. Bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. Thế thì Thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó, ngày xưa bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 gì đó, cái cây đa to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh nhé. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán. Đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán, ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu. Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp Thầy, Thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Ở đây vì cái tâm tư nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Thì xin các cụ, các ngài là gì? Cho ban lãnh đạo bệnh viện về tất cả là gì? Bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vân vân đó,
thì cùng lên trên chùa đó để quy Tam Bảo và để cùng tu tập. À, nói như thế, thầy bảo về khấn như thế, về thì các cụ các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần, cho nên lên đây thì nó xa lắm, chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào là cứ gọi điện cho thầy, cứ muốn chuyển lên đây. Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. À, đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. À, đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong họ lấy mất 70 triệu. Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo là, thôi thì thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. À, bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em, cho nên là mong thầy nhận thôi. Còn cái tiền vận chuyển đấy, chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa thì cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật, nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường là mình có tiền. À, cho nên thôi các bác lo hết, thế là đấy, đấy là câu chuyện nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được. Nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì? Muốn bán quách nó đi để kiếm gì? Kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ. Cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa, các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm, 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay. Không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế đó, cho để gì? Để trước cửa chùa. À, mọi người ra vào đều gì? Đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhá. Ở đây làm hộ pháp cho gì? Cho chùa khai nguyên nhá. Đấy. Thế là các cụ hoan hỉ ở đấy. Coi như các cụ là hộ pháp, là bảo vệ cho gì? Cho chùa luôn. Nói như thế có người mà sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài. Lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy đi chết. Không sao. À, các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì? Đều là đệ tử của Phật, đều quy Tam Bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo là quan một nhà. Không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy. Cho nên trở lại bài câu hỏi Phật tử này gì? Hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không? Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì? Nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa 30 năm thường là gì? Lớn, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì? Quỷ thần và các gì? Vong linh, hương linh, anh linh họ hay gì? Hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó. Cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi. Nhưng mà với họ thì đấy là ngôi nhà của họ. Cái chốn đi về của họ, nơi gửi gì? Nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có. Nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi. Họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là gì? Cái việc mà đốn hạ cây lớn, mà cây ở đây đặc biệt là cái gì? Si xanh đa đề, thì cũng cẩn thận vậy. À, còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh, mà chơi cây gì? Cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì? Nơi đình chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì nó nhẹ nhàng, như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi, sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Thế còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng, thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. À, chúng ta là Phật tử thì
Tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may, chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp vào cái cây cảnh mà gì? Nó có thần. Có thần thì còn tốt. Nó có quỷ á, thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017, thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội. Chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh thế đó. Cây xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở. Mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em ở trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiểng ra, nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì, báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ, mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu, mà là cứ gì đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì, phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì, có đất để vào họ gì, họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay. Xét ra từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến để kiểm tra, thầy bảo đến để xem đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Mà bảo doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy, vào chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy là gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo, có thể nó là vụt lại cả mình. Mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình, rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa, có khi nói gì? Nó thịt trước. Mình thì có phải lúc nào có ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn. Bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì ấy. Đem để lên trên đấy xong rồi kệ nó, xong rồi ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác. Miễn là làm cái lễ đem lên đấy, mà đem vào đêm 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không? Chuyển xong một cái mấy hôm sau gì? Báo chí rồi kiện cáo tự nhiên ở trong sở là gì? Yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch, không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói thì chơi cây á, hoặc chơi đá cảnh á, không khéo là rước họa vào thân. Không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì, chọn cái cây gì nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ. Chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa. Đó. Có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai. Miễn là gì? Việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy. Cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì có những cái cây mà họ hay chơi mà nó lành á. Ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách. Đó, những cái cây đấy nó vừa là gì? Có sinh khí, vừa là tốt mà gì? Thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí, như quỷ thần thường là không gì? Các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu á. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì? Thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì? Các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì? Cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập lên cái miếu nho nhỏ thì thường là thờ gì? Thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy,
nó cũng phân chia rõ đi chứ đâu có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì? Nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn. Do gì? Bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ nhỉ. Cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á, ông chỉ có làm việc ở nhà mình và đến giờ ông đến cơ quan gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông thì đi tuần tra mà thôi. Chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân phường. Có đúng không? Đấy, và ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi. Chứ chủ tịch của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hay là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì? Được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì? Cũng là một xã nhưng chỉ có gì? 5.000 là dân số thôi thì chỉ được xây gì? Bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, có quy định hẳn hoi trong luật chứ không phải là xã nào cũng muốn gì? Muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì? Cho nguy nga giống như gì? Giống như phủ chủ tịch chứ thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần gọi là đại thần, các vị thần lớn á, thì được ở gì, ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh á, như là gì, Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Từ Đạo Hạnh và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó, thì các cụ gì, các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ tắt vậy đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt là rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều phải giang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: "Thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm." Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé. Một nhà phong thủy hẳn hoi, một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, đến là nói với tôi là: "Thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cái gạo như thế này, thầy trồng cái gạo ở cái cây này nhiều ma lắm, cho nên thầy đánh bỏ cái gạo đi, ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi, không nên trồng cái gạo." Chắc là vị đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi. Thầy cũng không chặt, vì đức cứ bảo thôi thầy chặt nó đi. Nhưng mà thầy nghĩ là gì? Lại thương. Chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự? Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này. Tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi. Mình về sau người ta mình là đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì? Mình hóa ra người ta là coi mình như là kẻ gì?
kẻ ác tăng ấy thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa, nhưng Phật thì gì? Thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì? Thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh, quay lưng lại với ma, quay lưng và lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó, vâng, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ. Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi, giỏi về xem la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ. Thế là vị đặc biệt, vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Loan Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó, quý vị bảo cũng bảo chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma. Thầy cười, thầy bảo rằng vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình. Thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á, mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, rồi ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình. Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì? Ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na đấy là ma Phật tử. Thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ, ngày Tết là chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi, chết tôi rồi. Quả này thì tôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ, ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Mà thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca.
Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ạ. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết. Nghe phải hiểu chỗ nào là gì? Chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút ra sắt hay không, đúng không? Vậy thầy nói mà gì? Thầy nói mà là không đúng, không chuẩn thì chúng ta phải gì? Thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối. À đấy, thầy nói sai nhá. Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì? Thầy nói đúng, nói chuẩn, chúng ta hoan hỉ thì mới gì? Mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà lẹt đẹt. Bảo vỗ tay để làm ma đói, để ăn chuối ăn oản ở ban thờ thì lại sướng vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh. Đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%. Còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó thì xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng thí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Nói thật mà, lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ? Không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi, biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ. Ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe này, còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được. Cố gắng làm luôn. Không có sau này, lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân. Con may mắn được biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của Thầy. Con nên con bạch Thầy, kính xin Thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ ra tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa, bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch Thầy nhờ Hồng Ân Tam Bảo, mong Thầy chỉ dạy cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con bạch Thầy, con rất mong gặp Thầy, Thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, Thầy cứu con với ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì? Lâm ly bi đáp. Đấy. Cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì? Mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi
Như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, tôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà cái trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được, một tháng thay hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo vào thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tụng hàng ngày sáng, chiều, tối, ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày, nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú An Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án là và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ. Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần các thầy đến giải, qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi. Qua mà 100 ngày thì yên hẳn, chẳng cần phải giải gì nữa. Tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp, nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe, tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC, con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng, nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến là Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau. Và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ
áp ở phía Tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng Đông, hướng bếp về nhìn ở hướng Tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin Thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn Thầy. Phật tử này sinh năm 1967, 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67 cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72 trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch, mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng Nam. Thế nhà hướng Nam đây là được rồi. Ban thờ hướng Tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. À đâu? Mặt bàn thờ nhìn hướng Đông, được rồi, lưng hướng Tây, mặt nhìn hướng Đông là được rồi. Bếp hướng Tây, hướng bếp hướng Tây thì sai. Bếp hướng Tây là sai, gặp vào hướng không tốt của cái sinh mệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, vậy còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng Đông là 1 này, Đông Nam là 2 này, chính Nam là 3 này. Ba hướng này là hướng tốt, và hướng chính Bắc là cũng gì, cũng được. Đó. Gặp một trong bốn hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 9872 9981 82 34 55 67 6. Còn con gái thì lại quay lại khác, con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì, xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch Thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong Thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của Thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, một cái lễ cúng riêng, dâng lên trên tam bảng một chút và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút, ở dưới đàn ban địa tạng chia thành ba, một lễ trên tam bảo, một lễ dưới ban địa tạng và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh gì đó. Đó thì dâng lên đó cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì lên các sư ông lên tụng kinh nữa, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống ạ. Dần dần là ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh địa tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch Thầy, Thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương
đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước Thái Dương Lam Thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin Thầy giúp con. A Di Đà Phật. Thực sự là hoang đường. Thực sự là gì? Mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng, để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương ấy, rồi nói đó là nước gì? Nước Thái Dương Lam Thúy, và cho rằng có công năng gì? Tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì? Và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì được các thần linh giúp đỡ cho gì? Cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi. Cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa. Phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì? Là pháp của gì? Của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị gì? Tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy. Cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì? Là kẻ gì? Ngu si á, vô trí vậy. Thà rằng á, chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì? Mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì Thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì theo dõi và điều tra cái gì một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái, đêm một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau, nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng người chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à.
có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi. Người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau, hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi. Cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại á, thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì? Cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường ở chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì tạm dừng. Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm, con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết tự bao giờ các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa, ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ trồng, dành trồng ở trong gì? Đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì? Cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi. Thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử đi đến để hỏi Thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất cho phòng bảo vệ chúng ta, biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi muốn cứ muốn đánh cây đa đó đi để đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng cứ bảo nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì? Lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Mà đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc. Cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám.
cứ bảo hướng hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay, hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân, gì có là các bố sợ. Động đến một cái là sợ, chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. À, thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo á, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp thầy, nói rằng có cách gì để chuyển không thầy? Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá. À, bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. À, thế thì thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó, ngày xưa bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 gì đó, cái cây đa to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh nhé. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán. Đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán, ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu. Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp thầy, thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Ở đây vì cái tâm tư, nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Thì xin các cụ, các ngài là gì? Cho ban lãnh đạo bệnh viện về tất cả là gì? Bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vân vân đó, thì cùng lên trên chùa đó để quy tam bảo và để cùng tu tập. À, nói như thế, thầy bảo về khấn như thế, về thì các cụ các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần. Cho nên lên đây thì nó xa lắm, cứ chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào, là cứ gọi điện cho thầy, cứ muốn chuyển lên đây. Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. À, đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. À, đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong họ lấy mất 70 triệu. Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo là, thôi thì thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. À, bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em, cho nên là mong giờ thầy nhận thôi, còn cái tiền vận chuyển đấy, chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa thì cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật, nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường là mình có tiền. À, cho nên thôi các bác lo hết, thế là đấy, đấy là câu chuyện nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được, nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì, muốn bán quách nó đi để kiếm gì, kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ, cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa, các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm, 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay, không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế đó, cho để gì, để trước cửa chùa. À, mọi người ra vào đều gì, đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhá, ở đây làm hộ pháp cho gì, cho chùa khai nguyên nhá. Đấy, thế là các cụ hoan hỉ ở đấy, coi như các cụ là hộ pháp, là bảo vệ cho gì, cho chùa luôn. Nói như thế có người mà sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài.
lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy thì chết. Không sao. À, các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì? Đều là đệ tử của Phật, đều quy Tam Bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo là quan một nhà. Không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy, cho nên trở lại bài câu hỏi Phật tử này gì? Hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không? Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì? Nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa 30 năm thường là gì? Lớn, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì? Quỷ thần và các gì? Vong linh, hương linh, anh linh họ hay gì? Hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó. Cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi. Nhưng mà với họ thì gì? Đấy là ngôi nhà của họ. Cái chốn đi về của họ. Nơi gửi gì? Nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có. Nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi. Họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là gì? Cái việc mà đốn hạ cây lớn. Mà cây ở đây đặc biệt là cái gì? Si xanh đa đề. Thì cũng cẩn thận vậy. Còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh mà chơi cây gì? Cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì? Nơi đình chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì? Nó nhẹ nhàng, như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi. Sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Thế còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng. Thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. Chúng ta là Phật tử thì tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp cái cây cảnh mà gì? Nó có thần. Có thần thì còn tốt. Nó có quỷ á thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017, thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội. Chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh thế đó. Cây xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở. Mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em ở trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiểng ra. Nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì, báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ. Mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu, mà là cứ gì, đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì? Phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì? Có đất để vào họ gì? Họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay. Xét ra từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến để kiểm tra, thầy bảo đến để xem đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Và doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy, vào chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy nó gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo, có thể nó là vụt lại cả mình. Mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình, rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa, có khi nó gì? Nó thịt trước.
Mình có phải lúc nào cũng ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn. Bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì á, đem để lên trên đấy, xong rồi kệ nó, xong rồi ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác, miễn là làm cái lễ đem lên đấy. Mà đem vào đêm 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không, chuyển xong một cái mấy hôm sau gì báo chí rồi kiện cáo tự nhiên ở trong sở là gì, yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch, không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói gì, chơi cây á hoặc chơi đá cảnh á, không khéo là rước họa vào thân, không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì, chọn cái cây gì nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ, chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa đó. Có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai. Miễn là gì, việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy. Cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì những cái có những cái cây mà họ hay chơi mà nó lành á, ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách đó, những cái cây đấy nó vừa là gì, có sinh khí, vừa là tốt. Mà thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí, như quỷ thần thường là không gì, các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu á. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì, thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì, các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì, cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập lên cái miếu nho nhỏ thì thường là thờ gì, thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy, nó cũng phân chia rõ đi chứ đâu có phải, có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ họ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì, nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn, do gì bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé, chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ này, cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á, ông chỉ có làm việc ở nhà mình và đến giờ ông đến cơ quan, gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông thì đi tuần tra mà thôi, chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, có đúng không? Đấy, và là ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi, chứ chủ tịch của ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hay là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì, được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì cũng là một xã nhưng chỉ có gì 5.000 là dân số thôi thì chỉ được xây gì bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, họ có quy định hẳn hoi trong luật, chứ không phải là xã nào cũng muốn gì, muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì, cho nguy nga giống như gì, giống như phủ chủ tịch chứ, thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đấy, đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần gọi là đại thần, các vị thần lớn á, thì được ở gì, ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh á, như là gì Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo,
Đức Thánh Mẫu Từ Đầu Hạnh và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó, thì các cụ đi, các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ tắt vậy đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều phải giang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: "Thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm." Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé, một nhà phong thủy nói, một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội đến là nói với tôi là: "Thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cây gạo như thế này, thầy trồng cây gạo ở cái cây này nhiều ma lắm, cho nên thầy đánh bỏ cây gạo đi, ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi, không nên trồng cây gạo." Chắc là vị đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là: "Vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi, thầy cũng không chặt." Vị đức cái bảo: "Thôi thầy chặt nó đi." Nhưng mà thầy nghĩ là gì? Lại thương. Chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự? Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này. Tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi. Mình về sau người ta mình là đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì? Mình hóa ra người ta là coi mình như là kẻ gì? Kẻ ác tăng ấy, thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa, nhưng Phật thì gì? Thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì? Thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh, quay lưng lại với ma, quay lưng và lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó: "Vâng, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ." Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi. Giỏi về xem la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: "Thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ." Thế là vị đặc biệt vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Loan Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó, quý vị bảo cũng bảo: "Chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma." Thầy cười, thầy bảo rằng: "Vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa." Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình, thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á, mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, rồi ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình,
Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì? Ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na đấy là ma Phật tử. Thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ, ngày Tết là chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi. Chết tôi rồi. Quả này thì tôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Mà thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh gì thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ạ. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết. Nghe phải hiểu chỗ nào là gì? Chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút ra sắt hay không, đúng không? Vậy thầy nói mà gì? Thầy nói mà là không đúng, không chuẩn thì chúng ta phải gì? Thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối. À đấy, thầy nói sai nhá. Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì? Thầy nói đúng, nói chuẩn, chúng ta hoan hỉ thì mới gì? Mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà lẹt đẹt. Bảo vỗ tay để làm ma đói để ăn chuối ăn oản ở ban thờ thì lại sướng, vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh. Đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%. Còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó thì xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng thí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Nói thân mà, lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi, biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ. Ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe, này còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được. Cố gắng làm luôn.
không có sau này. Lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân. Con may mắn được biết đến Phật pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của thầy, con nên con bạch thầy kính xin thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ gia tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa, bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch thầy nhờ Hồng Ân Tam Bảo, mong thầy chỉ dạy, cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy, con rất mong gặp thầy, thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, thầy cứu con với ạ. Con Nam mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì? Lâm ly bi đáp. Đấy. Cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì, mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thế thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, thôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được, một tháng thay hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo và thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tùng hàng ngày sáng, chiều, tối, ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày, nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú Vãng Sinh, hoặc niệm chú Án Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú Vãng Sinh và niệm chú Án, và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho thầy 100 ngày đầy đủ như đã, thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ.
Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần các thầy đến giải, qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi, qua 100 ngày thì yên hẳn, chẳng cần phải giải gì nữa, tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi, thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp, nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe, tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC. Con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng, nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến là Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau. Và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử này sinh năm 1967. 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67. Cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72, trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch. Mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng nam. Thế nhà hướng nam đây là được rồi. Ban thờ hướng tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. Mặt bàn thờ nhìn hướng đông, được rồi. Lưng hướng tây, mặt nhìn hướng đông là được rồi. Bếp hướng tây, hướng bếp hướng tây thì sai. Bếp hướng tây là sai, gặp vào hướng không tốt của vệ sinh bệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, vậy còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng đông là 1 này, đông nam là 2 này, chính nam là 3 này. Ba hướng này là hướng tốt, và hướng chính bắc là cũng gì? Cũng được. Đó. Gặp một trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87.
87, 98, 72, 99, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 76. Còn con gái thì lại quay lại khác, con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì, xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương, cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, một cái lễ cúng riêng, dâng lên trên Tam Bảo một chút và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút, ở dưới đàn Ban Địa Tạng chia thành ba, một lễ trên Tam Bảo, một lễ dưới Ban Địa Tạng và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh gì đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì nên các sư ông lên tụng kinh đó, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống đó. Dần dần ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh Địa Tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước Thái Dương Lam Thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật, thực sự là hoang đường, thực sự là gì, mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương, rồi nói đó là nước gì, nước Thái Dương Lam Thúy, và cho rằng có công năng gì, tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì, và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì, những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì, được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì, được các thần linh giúp đỡ cho gì? Cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi, cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa, phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì, là pháp của gì, của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị gì tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy, cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy.
Cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì? Là kẻ gì? Ngu si á, vô trí vậy. Thà rằng á, chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì? Mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì theo dõi và điều tra cái gì một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái đêm, một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng nó chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi, người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi. Cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại á, thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì? Cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường ở chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì tạm dừng. Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm, con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? À?
con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết tự bao giờ. Các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa, ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ trồng, dành trồng ở trong gì? Đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì? Cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi. Thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử đi đến để hỏi Thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất chỗ phòng bảo vệ, chúng ta biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi muốn cứ muốn đánh cây đa đó đi để đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng cứ bảo nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì, lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Mà đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc, cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám. Cứ bảo hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay. Hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân gì đó, là các bố sợ. Động đến một cái là sợ. Chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. Thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp Thầy. Nói rằng có cách gì để chuyển không Thầy? Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá. Bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. Thế thì Thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó ngày xưa, bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 gì đó. Cái cây đa to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh nhé. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán. Đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu. Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp Thầy, Thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Đây vì cái tâm tư, nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Thì xin các cụ, các ngài là gì? Cho ban lãnh đạo bệnh viện về tất cả là gì? Bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vân vân đó, thì cùng lên trên chùa đó để quy Tam Bảo và để cùng tu tập. Nói như thế, Thầy bảo về khấn như thế. Về thì các cụ, các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần. Cho nên lên đây thì nó xa lắm, cứ chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào, là cứ gọi điện cho Thầy, cứ muốn chuyển lên đây.
Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. À, đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. À, đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong họ lấy mất 70 triệu. Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo thôi giờ thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. À, bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em, cho nên là mong giờ thầy nhận thôi. Còn cái tiền vận chuyển đấy, chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa thì cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật, nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường là mình có tiền. Cho nên thôi các bác lo hết, thế là đấy, đấy là câu chuyện nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được. Nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì, muốn bán quách nó đi để kiếm gì, kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ. Cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa, các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm, 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay. Không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế nên cho để gì? Để trước cửa chùa. Mọi người ra vào đều gì? Đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhá, ở đây làm hộ pháp cho gì cho chùa khai nguyên nhá. Đấy. Thế là các cụ hoan hỉ ở đấy. Coi như các cụ là hộ pháp là bảo vệ cho gì? Cho chùa luôn. Nói như thế có người mà sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài. Lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy thì chết. Không sao. Các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì? Đều là đệ tử của Phật, đều quy Tam Bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo, là quan một nhà. Không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy, cho nên trở lại bài câu hỏi Phật tử này gì? Hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không? Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì? Nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa, 30 năm thường là gì? Lớn, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì? Quỷ thần và các gì? Vong linh, hương linh, anh linh họ hay gì? Hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó. Cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi. Nhưng mà với họ này thì đấy là ngôi nhà của họ. Cái chốn đi về của họ, nơi gửi gì? Nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có. Nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi. Họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là gì? Cái việc mà đốn hạ cây lớn. Mà cây ở đây đặc biệt là cái gì? Si xanh đa đề. Thì cũng cẩn thận vậy. Còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh, mà chơi cây gì? Cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì? Nơi đình chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì? Nó nhẹ nhàng, như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi. Sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Thế còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng. Thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. Chúng ta là Phật tử thì tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp cái cây cảnh mà gì? Nó có thần. Có thần thì còn tốt. Nó có quỷ á thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017
thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội, chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh thế đó, cây xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở. Mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em ở trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiềng ra, nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì, báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ, mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu, mà là cứ gì đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì, phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì, có đất để vào họ gì, họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay, xét ra từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến để kiểm tra, thầy bảo đến để xem đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Mà bảo doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy, vào chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy là gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo, có thể nó là vụt lại cả mình. Mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình, rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa, có khi nói gì? Nó thịt trước. Mình có phải lúc nào có ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn. Bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì ấy. Đem để lên trên đấy, xong rồi kệ nó, xong rồi ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác. Miễn là làm cái lễ đem lên đấy, mà đem vào đêm 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không? Chuyển xong một cái mấy hôm sau gì? Báo chí rồi kiện cáo tự nhiên ở trong sở là gì? Yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch, không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói thì chơi cây á, hoặc chơi đá cảnh á, không khéo là rước họa vào thân. Không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì? Chọn cái cây gì? Nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ. Chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa. Đó. Có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai. Miễn là gì? Việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy. Cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì có những cây mà họ hay chơi mà nó lành á, ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách. Đó, những cái cây đấy nó vừa là gì, có sinh khí, vừa là tốt. Mà thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí như quỷ thần thường là không gì, các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu á. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì, thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì, các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì, cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập một cái miếu nhỏ nhỏ thì thường là thờ gì, thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy, nó cũng phân chia rõ đi chứ đâu có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ họ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì?
nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn. Do gì? Bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. À, chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ này. Cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á, ông chỉ có làm việc ở nhà mình và đến giờ ông đến cơ quan, gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông thì đi tuần tra mà thôi. Chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân phường. Có đúng không? Đấy, và là ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi. Chứ chủ tịch của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hay là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. À, nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì? Được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì, cũng là một xã nhưng chỉ có gì 5.000 là dân số thôi thì chỉ được xây gì bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, có quy định hẳn hoi trong luật chứ không phải là xã nào cũng muốn gì, muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì, cho nguy nga giống như gì, giống như phủ chủ tịch chứ, thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đấy, đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần, gọi là đại thần, các vị thần lớn á, thì được ở gì? Ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh á. Như là gì? Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Từ Đạo Hạnh và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó, thì các cụ gì? Các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ, không bao giờ tắt vậy. Đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt là rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều phải giang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm. Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé, một nhà phong thủy ở nói, một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, đến là nói với tôi là: thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cây gạo như thế này, thầy trồng cây gạo ở cái cây này nhiều ma lắm, cho nên thầy đánh bỏ cây gạo đi. Ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi, không nên trồng cây gạo. Chắc là vị đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi, thầy cũng không chặt. Vị đó cứ bảo thôi thầy chặt nó đi. Nhưng mà thầy nghĩ là gì? Lại thương. Chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự? Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này, tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi. Mình về sau người ta mình lại đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì? Mình hóa ra người ta lại coi mình như là kẻ gì? Kẻ ác tăng ấy, thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa, nhưng Phật thì gì? Thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì? Thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh
quay lưng lại với ma, quay lưng lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó, vâng, à, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ. Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi, giỏi về xem la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ. À, thế là vị đặc biệt vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Loan Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó, quý vị bảo cũng bảo chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma. Thầy cười thấy bảo rằng: vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình. Thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á, mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, rồi ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình. Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì? Ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na thế là ma Phật tử. Thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ, ngày Tết là chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi, chết tay rồi. Quả này thì tôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ, ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Mà thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh gì thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được, mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết.
nghe phải hiểu chỗ nào là gì, chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút ra sắt hay không, đúng không? Vậy thầy nói mà gì, thầy nói mà là không đúng á, không chuẩn thì chúng ta phải gì, thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối, à đấy thầy nói sai nhá. Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì, thầy nói đúng nói chuẩn, chúng ta hoan hỉ thì mới gì, mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà lẹt đẹt, bảo vỗ tay để làm ma đói để ăn chuối ăn oản ở ban thờ thì lại sướng, vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh, đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%, còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó thì xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng thí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Nói thân mà, lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi, biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ. Ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe này, còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được, cố gắng làm luôn. Không có sau này, lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân. Con may mắn được biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của Thầy, con nên con bạch Thầy kính xin Thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương xoay hướng ban thờ ra tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa, bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch Thầy nhờ Hồng Ân Tam Bảo, mong Thầy chỉ dạy, cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch Thầy, con rất mong gặp Thầy, Thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, Thầy cứu con với ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì? Lâm ly bi đáp. Đấy. Cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì? Mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, thôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã.
Nam Nhi đại trưởng phu dám làm là dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh Quyền Kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng Kinh Địa Tạng đủ cho thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được một tháng thay, hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo và thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tụng hàng ngày sáng chiều tối ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ Kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú An Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ. Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần các thầy đến giải, qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi. Qua 100 ngày thì yên hẳn, chẳng cần phải giải gì nữa. Tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi, thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp, nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe, tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC, con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng, nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con, con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau, và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp, con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con
Xin cảm ơn Thầy. Phật tử này sinh năm 1967, 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67, cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72, trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch. Mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng Nam. Thế nhà hướng Nam đây là được rồi. Ban thờ hướng Tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. Đâu? Mặt bàn thờ nhìn hướng Đông, được rồi. Lưng hướng Tây, mặt nhìn hướng Đông là được rồi. Bếp hướng Tây, hướng bếp hướng Tây thì sai. Bếp hướng Tây là sai, gặp vào hướng không tốt của vệ sinh mệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, vẫn còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng Đông là 1 này, Đông Nam là 2 này, chính Nam là 3 này. Ba hướng này là hướng tốt, và hướng chính Bắc là cũng gì, cũng được. Đó. Gặp một trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn nói có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91 rồi. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 98, 72, 99, 81, 82, 34, 55, 56, 76. Còn con gái thì lại quay lại khác. Con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì, xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, một cái lễ cúng riêng, dâng lên trên Tam Bảo một chút, và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút. Ở dưới đàn Ban Địa Tạng chia thành ba, một lễ trên Tam Bảo, một lễ dưới Ban Địa Tạng, và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh gì đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì nên các sư ông lên tụng kinh đó, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống đó. Dần dần ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh Địa Tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước Thái Dương Lam Thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng
nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin Thầy giúp con. A Di Đà Phật. Thực sự là hoang đường. Thực sự là gì? Mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng, để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương á, rồi nói đó là nước gì? Nước Thái Dương Lam Thúy, và cho rằng có công năng gì? Tích tụ năng lượng tốt lành, và năng và được cái gì? Và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì? Được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định, định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì? Được các thần linh giúp đỡ cho gì? Cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi. Cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa. Phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì? Là pháp của gì? Của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị gì? Tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy. Cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì? Là kẻ gì? Ngu si vô trí vậy. Thà rằng chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì? Mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì Thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì, theo dõi và điều tra cái gì, một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái, đêm một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng cái chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi, người ta để cho một thời gian xem loài hết gì, cái đuôi ở đằng sau hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi, cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả.
Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại á, thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì? Cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường ở chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì tạm dừng. Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm, con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết tự bao giờ các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa, ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ trồng, dành trồng ở trong gì? Đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì? Cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi. Thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử đi đến để hỏi Thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất chỗ phòng bảo vệ chúng ta, biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi muốn cứ muốn đánh cây đa đó đi để đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng cứ bảo nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì? Lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Mà đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc. Cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám. Cứ bảo hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay. Hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân gì đó, là các bố sợ. Động đến một cái là sợ. Chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. Thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp Thầy.
nói rằng có cách gì để chuyển không thầy? Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá. Bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. Thế thì thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó, ngày xưa bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc mà khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 thì đó, cái cây đa to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh nhé. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán thì đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán, ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu. Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp thầy, thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Đây vì cái tâm tư, nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Thì xin các cụ, các ngài là gì? Cho ban lãnh đạo bệnh viện về tất cả là gì? Bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vân vân đó, thì cùng lên trên chùa đó để quy tam bảo và để cùng tu tập. Nói như thế, thầy bảo về khấn như thế. Về thì các cụ, các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần. Cho nên lên đây thì nó xa lắm, cứ chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào, là cứ gọi điện cho thầy, cứ muốn chuyển lên đây. Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. Đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. Đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong họ lấy mất 70 triệu. Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo thôi thì thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. Bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em. Cho nên là chỉ mong giờ thầy nhận thôi, còn cái tiền vận chuyển hay chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa chỉ cần cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật. Nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường là sao mình có tiền. Cho nên thôi các bác lo hết, thế là đấy. Đấy là câu chuyện. Nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được. Nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì? Muốn bán quách nó đi để kiếm gì? Kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ. Cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa. Các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm. 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay. Không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế đó, cho để gì? Để trước cửa chùa. Mọi người ra vào đều gì? Đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhá. Ở đây làm hộ pháp cho gì? Cho chùa khai nguyên nhá. Đấy. Thế là các cụ hoan hỉ ở đấy. Coi như các cụ là hộ pháp, là bảo vệ cho gì? Cho chùa luôn. Nói như thế có người mà sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài. Lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy thì chết. Không sao. Các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì? Đều là đệ tử của Phật, đều quy tam bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo, là quan một nhà. Không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy, cho nên trở lại bài câu hỏi Phật tử này gì? Hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không?
Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì? Nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa 30 năm thường là gì? Lớn, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì? Quỷ thần và các gì? Vong linh, hương linh, anh linh họ hay gì? Hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó. Cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi. Nhưng mà với họ thì gì? Đấy là ngôi nhà của họ. Cái chốn đi về của họ. Nơi gửi gì? Nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có. Nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi. Họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận. Đặc biệt là gì? Cái việc mà đốn hạ cây lớn. Mà cây ở đây đặc biệt là cái gì? Si xanh đa đề. Thì cũng cẩn thận vậy. Còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh. Mà chơi cây gì? Cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì? Nơi đình chùa, miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì? Nó nhẹ nhàng. Như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi. Sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Chứ còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng. Thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. Chúng ta là Phật tử thì tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp cái cây cảnh mà gì? Nó có thần. Có thần thì còn tốt. Nó có quỷ á thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017, thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội. Chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh, cây xanh thế đó. Cây xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở. Mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiểng ra. Nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì, báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ. Mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu. Mà là cứ gì? Đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì? Phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì? Có đất để vào họ gì? Họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay. Xét ra từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến để kiểm tra, thầy bảo đến để xem đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Và doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào không? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy và chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy là gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo, có thể nó là vụt lại cả mình. Mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình, rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa, có khi nói gì? Nó thịt trước. Mình có phải lúc nào cũng ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn. Bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì ấy. Đem để lên trên đấy xong rồi kệ nó xong rồi. Ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác. Miễn là làm cái lễ đem lên đấy mà đem vào đêm. 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không? Chuyển xong một cái mấy hôm sau gì? Báo chí rồi kiện cáo tự nhiên ở trong sở là gì? Yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch.
không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói thì chơi cây á, hoặc chơi đá cảnh á, không khéo là rước họa vào thân. Không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì, chọn cái cây gì, nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ. Chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa. Đó. Có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai. Miễn là gì, việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy. Cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì những cái cây mà họ hay chơi mà nó lành á, ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách. Đó, những cái cây đấy nó vừa là gì, có sinh khí, vừa là tốt mà gì? Thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí, như quỷ thần thường là không gì, các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu á. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì, thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì, các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì, cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập một cái miếu nhỏ nhỏ thì thường là thờ gì, thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy, nó cũng phân chia rõ đi chứ đâu có phải, có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ họ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì, nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn, do gì, bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ nhỉ, cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á, ông chỉ có làm việc ở nhà mình và đến giờ ông đến cơ quan, gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông thì đi tuần tra mà thôi. Chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân phường, có đúng không? Đấy, và là ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi. Chứ chủ tịch của ông, chủ tịch ủy ban nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hay là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì, được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì, cũng là một xã nhưng chỉ có gì 5.000 dân số thôi thì chỉ được xây gì bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, họ có quy định hẳn hoi trong luật chứ không phải là xã nào cũng muốn gì, muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì, cho nguy nga giống như gì, giống như phủ chủ tịch chứ, thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đấy, đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần gọi là đại thần, các vị thần lớn á, thì được ở gì, ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh á, như là gì, Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Từ Đạo Hạnh và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó, thì các cụ gì, các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ tắt vậy. Đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt là rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa
Thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều phải giang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: "Thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm." Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé, một nhà phong thủy hẳn hoi. Một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội đến là nói với tôi là: "Thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cây gạo như thế này. Thầy trồng cây gạo ở cái cây này nhiều ma lắm. Cho nên thầy đánh bỏ cây gạo đi. Ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi. Không nên trồng cây gạo." Chắc là vị đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là: "Vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi. Thầy cũng không chặt." Vị đó cứ bảo: "Thôi thầy chặt nó đi." Nhưng mà thầy nghĩ là gì? Lại thương. Chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự? Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này. Tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi. Mình về sau người ta mình là đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì? Mình hóa ra người ta là coi mình như là kẻ gì? Kẻ ác tăng ấy, thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa, nhưng Phật thì gì? Thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì? Thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh, quay lưng lại với ma, quay lưng và lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó: "Vâng, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ." Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi. Giỏi về xem la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: "Thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ." Thế là vị đặc biệt, vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Loan Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó, quý vị bảo cũng bảo: "Chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma." Thầy cười thấy bảo rằng: "Vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa." Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình. Thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á, mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, rồi ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình. Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì?
ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na đấy là ma Phật tử, thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ, ngày Tết là chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi, chết tay rồi. Quả này thì tôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ, ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Và thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ạ. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được, mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết. Nghe phải hiểu chỗ nào là gì? Chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút ra sắt hay không, đúng không? Vậy thầy nói mà gì? Thầy nói mà là không đúng, không chuẩn thì chúng ta phải gì? Thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối. À đấy, thầy nói sai nhá. Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì? Thầy nói đúng, nói chuẩn, chúng ta hoan hỉ thì mới gì? Mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà lẹt đẹt. Bảo vỗ tay để làm ma đói, để ăn chuối ăn oản ở ban thờ thì lại sướng, vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh, đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%, còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó thì xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng thí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Nói thân mà, lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi, biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ. Ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe này, còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được. Cố gắng làm luôn. Không có sau này, lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại. Pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân.
Con may mắn được biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của Thầy. Con nên con bạch Thầy kính xin Thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ gia tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa. Bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch Thầy nhờ Hồng Ân Tam Bảo, mong Thầy chỉ dạy, cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch Thầy, con rất mong gặp Thầy, Thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, Thầy cứu con với ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì? Lâm ly bi đáp. Đấy. Cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì, mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, tôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà cái trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho Thầy 100 ngày. Lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được một tháng thay, hoặc là 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo và thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước, tùng hàng ngày sáng chiều tối ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày, nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú án mani bát minh hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án, và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho Thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ. Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần các Thầy đến giải. Qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi, qua 100 ngày thì yên hẳn rồi. Chẳng cần phải giải gì nữa, tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các
vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp. Nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe, tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn thầy, xin thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC. Con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng. Nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến là Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con, con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau. Và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử này sinh năm 1967. 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67 cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72 trừ 4, 63. Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch. Mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng nam. Thế nhà hướng nam đây là được rồi. Ban thờ hướng tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. Đâu? Mặt bàn thờ nhìn hướng đông, được rồi, lưng hướng tây, mặt nhìn hướng đông là được rồi. Bếp hướng tây, hướng bếp hướng tây thì sai. Bếp hướng tây là sai, gặp vào hướng không tốt của vệ sinh bệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, vậy còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng đông là 1 này, đông nam là 2 này, chính nam là 3 này. 3 hướng này là hướng tốt, và hướng chính bắc là cũng gì, cũng được. Đó. Gặp 1 trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91 rồi. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 98 72 99 81 82 34 55 56 76. Còn con gái thì lại quay lại khác, con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng tây, tây nam, tây bắc và đông bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì
xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, một cái lễ cúng riêng, dâng lên trên Tam Bảo một chút, và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút, ở dưới đàn Ban Địa Tạng, chia thành ba, một lễ trên Tam Bảo, một lễ dưới Ban Địa Tạng, và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh gì đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì nên các sư ông lên tụng kinh đó, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống ạ. Dần dần là ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh Địa Tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước thái dương lam thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật, thực sự là hoang đường, thực sự là gì, mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh, để ra ngoài trời nắng nóng để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương, rồi nói đó là nước gì, nước thái dương lam thúy, và cho rằng có công năng gì, tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì, và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ, đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế, khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì, được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì? Về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định, định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì, được các thần linh giúp đỡ cho gì? Cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi, cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa, phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì? Là pháp của gì? Của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát, Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị gì? Tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy, cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì, là kẻ gì, ngu si vô trí vậy. Thà rằng chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn
đỡ bị người ta cười chê là gì? Mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì theo dõi và điều tra cái gì một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái đêm một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng cái chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi. Người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi. Cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng đất nước. Còn lợi dụng mà làm những cái việc xấu xa, bại hoại á, thì sớm muộn gì cũng ra vành móng ngựa mà thôi. Cho nên cái gì? Cái nhóm mà gọi là dùng cái nước gọi là Thái Dương Lam này để gọi là chữa bệnh, rồi để tăng năng lượng, rồi là được thiền định, và đặc biệt là được thân tâm thanh tịnh ở đây. Xin thưa với các quý vị, chẳng khác gì cái nhóm Hội Chúa Trời, chẳng khác gì cái nhóm mà gọi là năng lượng gốc đang truyền bá rầm rộ Việt Nam chúng ta một thời gian qua. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo phải đi theo con đường ở chân chính, chớ có gì mong vào các vị quỷ thần hay mong vào cái thế lực nào đó có thể khai tâm khai trí cho chúng ta, có thể biến chúng ta từ một kẻ phàm phu thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật được. Không có đâu các quý vị. Đức Phật nói rồi, giáo pháp của Ngài hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để được giải thoát và giác ngộ như Ngài. Cho nên ngay ngày hôm nay, ai mà làm theo cái pháp tà đạo này thì nên bỏ đi ngay. Chúng ta là người đệ tử Phật xuất gia và tại gia, không được truyền bá cái pháp gọi là tà ma ngoại đạo, mê tín dị đoan, thần kỳ quỷ quái như thế. Hôm nay buổi giảng ngày hôm nay tạm thời đến đây thì là tạm dừng. Nhà con có trồng một cây đa trên 30 năm, con có tỉa một số cành đi. Sau khi tỉa đi thì trong nhà con xảy ra rất nhiều chuyện, làm ăn buôn bán cũng bị kém đi, và con muốn hoán vị cây đa đó trong mảnh đất con muốn bán. Con phải làm như thế nào cho tốt ạ? Con xin Thầy cho con một lời khuyên. Con xin tri ân công đức của Thầy. Không biết tự bao giờ các cụ chúng ta ngày xưa có đúc kết một cái câu cũng rất là ý nghĩa. Thần cây đa,
ma cây gạo. Cho nên chúng ta thấy cây đa, cây si, cây xanh thường các cụ chỉ trồng ở, dành trồng ở trong gì, đình chùa, miếu mạo, các nơi thờ tự mà thôi. Còn ở nhà tại gia chúng ta chỉ nên trồng những cái cây khác. Có nghĩa là các cụ trồng tránh những cái cây gì, cây si, cây đa ra, cây gạo ra. Các cụ đúc kết từ ngày xưa rồi, thần cây đa, ma cây gạo. Đúng sai như thế nào thì để cho xã hội họ cùng bàn. Thầy cũng không nói đấy là đúng hay đấy là sai. Nhưng mà qua bằng nhiều những cái kinh nghiệm, bằng nhiều những cái thực tế trong cuộc sống của các Phật tử, đi đến để hỏi Thầy. Các vị biết cái cây đa ở đầu cửa chùa, vào ngay cửa Tam Bảo, vào ngay cửa chùa chúng ta, cái cây đa to nhất chỗ phòng bảo vệ chúng ta, biết cây đa đó mấy trăm năm được không? Cây đa đó phải, người ta bảo là hơn 400 năm, gần 500 năm. Cây đa đó là được trồng ở một cái bệnh viện lớn ở dưới thủ đô Hà Nội. Bao nhiêu đời giám đốc rồi muốn cứ muốn đánh cây đa đó đi để đánh cây đa đó đi để xây mở rộng một cái khu phòng điều trị cho các bệnh nhân. Nhưng cứ bảo nghe bảo muốn đánh đi một cái là gì, lại trong bệnh viện có chuyện ngay. Đặc biệt là toàn ứng vào người ban lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc. Cho nên các bố sợ không ai dám gì cả. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời giám đốc rồi, không ai dám. Cứ bảo hướng tâm một cái, muốn làm một cái là xảy ra chuyện ngay. Hoặc lại kiện cáo nhau, hoặc lại xảy ra chuyện người này tai nạn ô tô, tai nạn xe máy, vân vân gì đó, là các bố sợ. Động đến một cái là sợ. Chưa đánh đâu nha mà đã sợ rồi. Thế thì mấy năm trước cái ban lãnh đạo, bác giám đốc giao cho bác phó giám đốc với lại ban lãnh đạo bệnh viện lên gặp thầy, nói rằng có cách gì để chuyển không thầy? Bây giờ bệnh viện chúng con chật quá. Bây giờ nếu không chuyển được cây đấy thì không có chỗ để xây cái phòng điều trị cho các bệnh nhân. Thế thì thầy mới bảo là thôi thì làm cái việc tốt đó thì chắc là cũng được thôi. Nhưng trước đây thì mấy bố là gì? Do khởi cái tâm là muốn bán gì? Bán cái cây đó ngày xưa, bán cái cây đó nó phải được vài trăm triệu các quý vị, thậm chí được hàng tỷ. Cái cây đá to mà. Cái lúc mà khoảng độ tầm năm 2018 đến 10, 12, 14 thì đó. Cái cây đá to như thế nó phải hàng tỷ đồng chứ không phải đơn giản các quý vị. Lúc đó các nhà buôn bán cây cảnh nhé. Đó, cho nên mấy bố hướng tâm để bán. Thì đương nhiên là người ta không bằng lòng rồi. Cái chỗ nhà ở của người ta đem bán, ai người ta bằng lòng, người ta mất chỗ ở, người ta ở vào đâu? Cho nên người ta kiện là đúng thôi. Đấy, vừa hở ra là gì? Có chuyện ngay. Thế lên đây gặp thầy, thầy mới bảo bây giờ thế này. Thế thì cũng có thể làm được. Nhưng các bác về cứ tụng kinh niệm Phật, hàng ngày cứ ra đấy thắp hương và khấn nguyện. Đây vì cái tâm tư, nguyện vọng và cái nhu cầu thực tế của bệnh viện là muốn xây cái dãy, thêm một cái dãy cho các bệnh nhân nội trú. Vì vậy mà ở đây có chư vị thần linh và các vị vong linh, chân linh, anh linh, hương linh mà ngự nơi cây đại thụ này. Thì xin các cụ, các ngài là gì? Là cho ban lãnh đạo bệnh viện và tất cả là gì? Bệnh viện là cùng xin chuyển cái cây này lên một ngôi chùa nào đó để cúng dường một ngôi chùa nào đó, và cũng thỉnh chư vị thần linh và các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, vân vân đó, thì cùng lên trên chùa đó để quy Tam Bảo và để cùng tu tập. Nói như thế, thầy bảo về khấn như thế. Về thì các cụ, các bác chọn ở ngôi chùa nào gần nhất ở dưới Hà Nội mà chuyển đến cho nó gần. Cho nên lên đây thì nó xa lắm, cứ chuyển đến cái ngôi chùa nào cho nó gần. Thế về thưa lại như thế thì ban lãnh đạo thống nhất là không biết thế nào, là cứ gọi điện cho thầy, cứ muốn chuyển lên đây. Thế thầy mới bảo là chuyển lên đây nó xa lắm, tiền xe nó mất mấy chục triệu cơ. Đi xe vào trong nội đô mà, trong thành phố mà phải chở lúc 12, lúc 1 giờ đêm. Đi xe nó rất khó. Cho nên cái cây này chuyển lên cái đợt đấy họ lấy mất 70 triệu đấy, không đơn giản đâu. Từ Hà Nội lên đây chuyển lên và trồng xong họ lấy mất 70 triệu.
Thầy bảo thầy cũng không có tiền đâu, cho nên các bác mà cúng thì các bác phải lo hết thì thầy mới nhận, còn thầy không có tiền. Đấy, thế là các bác lãnh đạo bảo là bệnh viện bảo thôi thì thầy cứ yên tâm hoan hỉ, chỉ cần thầy nhận thôi chúng con lo hết. Bây giờ cái chỗ nó cấp bách quá, cái chỗ xây dựng cái khu nội trú cho các bệnh nhân, đặc biệt là gì? Các bà mẹ và trẻ em, cho nên là chỉ mong giờ thầy nhận thôi, còn cái tiền vận chuyển đấy, chuyện trồng cây chúng con lo hết, chỉ cần xong trồng xong nhà chùa thì cho người tắm tưới cho chúng con để cây nó sống là được. Thì bảo thôi được rồi, thế thì yên tâm. Đúng quả thật dạo đấy thầy không có tiền thật, nó mất 70 triệu tiền chở đi trên đường là mình có tiền, cho nên thôi các bác lo hết. Thế là đấy, đấy là câu chuyện nói với các quý vị. Đấy, chuyển cái gốc cây đó bao nhiêu đời giám đốc xin chuyển không được, nhưng mà xin chuyển trước đây thì hỏi hóa ra các bố là toàn muốn gì, muốn bán quách nó đi để kiếm gì, kiếm là vài đồng đút túi hoặc là để vài đồng sung quỹ, cho nên là các cụ không nghe. Bây giờ bảo cúng lên chùa và mời các cụ lên chùa, các cụ đồng ý ngay về khấn nguyện làm, 7 ngày sau đồng ý một cái chuyển lên đây ngon lành ngay, không có một cái việc gì nó vướng mắc cả. Mà chuyển lên đây thầy bảo là thế đó, cho để gì, để trước cửa chùa, mọi người ra vào đều gì, đều được thấy. Cho nên thầy nói thôi các cụ ở đây hoan hỉ nhá, ở đây làm hộ pháp cho gì, cho chùa khai nguyên nhá. Đấy, thế là các cụ hoan hỉ ở đấy, coi như các cụ là hộ pháp, là bảo vệ cho gì, cho chùa luôn. Nói như thế có người mà sợ ma thì có cái tối nay không dám đi ra ngoài. Lần sau đi qua cây đa đây có khi là cái dởn tóc gáy mà gì mà dắt xe mà chạy thì chết. Không sao, các cụ về đây rồi thì như chúng ta thôi, đều là gì, đều là đệ tử của Phật, đều quy Tam Bảo, đều là theo thầy học đạo rồi thì không phải lo, là quan một nhà không phải lo đâu. Mệt lắm. Đấy, cho nên trở lại bài câu hỏi Phật tử này, hỏi là cái cây này có muốn chuyển được đi không. Đấy, theo thầy nếu mà chuyển đấy thì nên gì, nên chuyển cúng dường vào cái đình chùa miếu mạo đó gần nhất khu nhà mình, chớ đừng có bán. 30 năm cây đa, 30 năm thường là gì, lớn, rất là lớn rồi. Mà cây lớn như thế thì thường là hay có gì, quỷ thần và các gì vong linh, hương linh, anh linh, họ hay gì hay nương vào đó, coi như là nhà họ ở đó, cái nhà của họ ở. Chúng ta nhìn là gốc cây bình thường thôi, nhưng mà với họ thì đấy là ngôi nhà của họ, cái chốn đi về của họ, nơi gửi gì, nơi gửi thân hình, thần thức của họ. Thân hình của họ có không? Có, nhưng chúng ta không dùng mắt thường để nhìn thấy mà thôi, họ vẫn có. Cho nên nó làm cái gì cũng phải cẩn thận, đặc biệt là gì, cái việc mà đốn hạ cây lớn, mà cây ở đây đặc biệt là cái gì, si xanh đa đề, thì cũng cẩn thận vậy. Còn ở nhà tại gia chúng ta, nhiều người bây giờ cứ thích chơi cây cảnh, mà chơi cây gì, cây đề, cây đa, cây si, cây xanh, vân vân. Những cái cây đó thì thực sự nó phù hợp với gì, nơi đình chùa miếu mạo, nơi thờ cúng mà thôi. Nếu nhà thờ họ thì là được. Còn nhà ở chúng ta thì thường trồng những cái cây gì nó nhẹ nhàng, như là lộc vừng này, như là cây bách này, cây tùng này, rồi vạn tuế này, thiên tuế này, rồi rất rất nhiều những cái cây nó nhẹ nhàng trong nhà thôi, sinh khí, lấy sinh khí, lấy màu xanh. Chứ còn những cái cây nó thuộc về như là si xanh đa đề là các thứ đó thì thờ nơi thờ cúng, thường họ cái cụ sẽ trồng để thờ cúng. Chúng ta là Phật tử thì tất nhiên nó cũng không phải là nhà ai trồng cây si, cây xanh, cây đa, cây đề cũng là xấu. Nhưng mà không may chúng ta chơi cây, mua cây về mà gặp vào cái cây cảnh mà gì, nó có thần, có thần thì còn tốt, nó có quỷ á thì nguy to vô cùng. Cách đây năm 2017 thầy cũng phải đi xử lý cho một cái bác lãnh đạo ở một cái sở của thành phố Hà Nội, chuyển một cái, người ta cúng một cái đôi cây xanh, cây xanh thế đó, cây xanh thế to đẹp đẹp đến để nơi công sở.
mà chung quy lại từ khi mà mang cái cây đó về cho đến lúc thầy đến xử lý nó khoảng 7-8 tháng. Anh em ở trong sở đó nói là từ khi mà sếp chuyển cái cây này về thì cả sếp cứ liếng xiềng ra, nào là đơn thư kiện cáo trong nội bộ, nào là ở bên ngoài gì báo chí họ chọc vào, nào là thanh tra kiểm tra đủ các thứ, mà những cái chuyện nó không đâu vào đâu, mà là cứ gì đơn thư kiện cáo nhau. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là phải gì, phải thanh tra kiểm tra. Mà đơn thư kiện cáo thì đương nhiên là báo chí họ có gì, có đất để vào họ gì, họ viết, họ diễn, họ viết bài. Cho nên cứ loạn cào cào cả lên 7-8 tháng nay, xét ra từ khi mang cái đôi cây này về không ổn một tí nào. Thế nhờ thầy đến thì kiểm tra, thầy bảo đến thì xem đúng cây đẹp thật. Cây mua cái ngày đó, mà bảo là một cái doanh nghiệp nó cúng, nó bảo 300 triệu một đôi cơ mà. 300 triệu một đôi cây xanh thế đấy. Và doanh nghiệp họ cúng chứ không phải là bỏ tiền nhà nước để mua. Cái đối tác doanh nghiệp thì họ tặng cho sở. Thế thầy bảo không ổn. Các vị biết thầy xử lý cái nào không? Thầy bảo là thôi làm cái lễ. Mà đôi cây đấy thầy cũng không dám mang về chùa luôn. Bảo cúng về chùa của thầy và chùa Khai Nguyên, thầy bảo thôi thầy không nhận đâu. Cái chỗ đấy là gì? Cây đấy nó không phải là thần, mà nó là gì? Quỷ. Mà quỷ nó về mình mà không khéo, có thể nó là vụt lại cả mình. Mình có thể nó không vụt, những đệ tử của mình, rồi các Phật tử của mình, nhân dân đến chùa, có khi nói gì? Nó thịt trước. Mình thì có phải lúc nào cũng ở nhà đâu, lúc nào cũng kèm cặp được để dạy bảo nó đâu. Cho nên thầy cũng không dám nhận luôn. Bảo người ta thôi đem vào lên trên chân núi Ba Vì ấy. Đem để lên trên đấy xong rồi kệ nó, xong rồi ai bê thì bê, ai như thế nào kệ xác. Miễn là làm cái lễ đem lên đấy, mà đem vào đêm 12 giờ đêm đem chuyển cái đôi cây ra đi. Các vị biết không? Chuyển xong một cái mấy hôm sau gì? Báo chí rồi kiện cáo tự nhiên ở trong sở là gì? Yên ắng hết, một tháng sau là hết sạch, không còn đơn thư kiện cáo gì nữa. Cho nên thầy mới nói thì chơi cây á, hoặc chơi đá cảnh á, không khéo là rước họa vào thân. Không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta ở tại gia chơi cây cũng phải gì? Chọn cái cây gì? Nó phải có sinh khí, có linh khí. Linh khí phải là thần và là thiện cơ. Chứ còn ác thần hoặc là ác quỷ thì là càng khủng khiếp nữa. Đó. Có người có khi các vị lại nghĩ tại sao thầy lại biết cây đó là ác quỷ, lại có ác quỷ. Các vị hỏi thầy, thầy biết hỏi ai? Miễn là gì? Việc đó là nó, sự việc nó như thế thôi. Còn bảo tại sao thầy biết, thầy cũng không cần phải trả lời các vị câu tại sao thầy biết. Đấy. Cho nên á, chơi cây ở nhà các vị cũng nên chọn. Đấy, ngày xưa thì những cái cây mà họ hay chơi mà nó lành á, ví dụ như cây vạn tuế, cây thiên tuế, cây lộc vừng, rồi cây tùng, cây bách, đó, những cái cây đấy nó vừa là gì, có sinh khí, vừa là tốt. Mà thường là những cây mà sinh khí tốt thì âm khí, như quỷ thần thường là không gì, các vị tà thần và các vị ác quỷ không đến ngự ở cây đó được. Đấy, lấy một cái ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu á. Ví dụ là cái chỗ chùa mà thì là để rồi dành để thờ gì, thờ Phật. Còn đình đền miếu mạo thì dành để thờ gì, các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị anh hùng có công với đất nước, với dân tộc. Còn cái nơi gì, cái nơi miếu mạo gốc cây á, gốc cối thì dân họ lập một cái miếu nhỏ nhỏ thì thường là thờ gì, thờ các vị tiểu thần nho nhỏ thôi. Đấy, nó cũng phân chia rõ đi chứ đâu có phải là ai cũng đến nơi đấy để ngự được đâu các quý vị. Ví dụ các vị tiểu thần nho nhỏ thì chỉ ở các ngôi miếu nho nhỏ họ lập nên ở ven đường hoặc ở gốc cây đa, cây si, cây xanh, cây gốc cây cổ thụ ven đường mà thôi. Còn các vị chính thần, các vị thánh thì thường là ở nơi gì? Nơi đình đền miếu mạo, nơi đền to phủ lớn. Do gì? Bách gia chăm họ tập phúc nghinh tường để xây dựng nên. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Chứ không phải là cái chỗ nào cũng ở được, chỗ nào cũng vào được đâu. Đấy, ví dụ thầy lấy ví dụ nhỉ. Cái ông trưởng thôn á, ông trưởng khu phố á,
Ông chỉ có làm việc ở nhà mình và đến giờ ông đến cơ quan, gọi là ông lảng vảng qua đó, ông nhận nhiệm vụ xong rồi ông thì đi tuần tra mà thôi. Chứ ông không có phòng làm việc riêng, cũng không có chỗ làm việc riêng ở gì, ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân phường. Có đúng không? Đấy, và là ông chủ tịch phường thì cái trụ sở của ông theo quy định của nhà nước á, của các quốc gia là trụ sở của ông nó chỉ được to bằng thế thôi. Chứ chủ tịch của ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã không được ở cái phòng gì làm việc sang trọng như là ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện hay là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Hay là trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã theo quy định của pháp luật nhà nước chúng ta nó chỉ được xây cao bao nhiêu, xây mấy tầng, rộng bao nhiêu, dân số bao nhiêu thì được xây như thế nào. Ví dụ dân số xã này có 10.000 nóc nhà thì được xây là gì? Được xây 2 tầng hoặc 3 tầng và rộng bao nhiêu mét vuông. Còn nếu mà gì, cũng là một xã nhưng chỉ có gì 5.000 là dân số thôi thì chỉ được xây gì bao nhiêu mét vuông thôi. Đấy, họ có quy định hẳn hoi trong luật chứ không phải là xã nào cũng muốn gì, muốn xây cho thật to lên, cho hoành tráng lên, cho gì, cho nguy nga giống như gì, giống như phủ chủ tịch chứ thì làm sao mà được. Quy định thần cũng thế. Đấy, đình đền miếu mạ quy định các vị tiểu thần thì được ở trong gì, được ngự ở cái miếu, cái gian thờ nhỏ nhỏ, cái cây hương thôi. Còn gì chính thần gọi là đại thần, các vị thần lớn á, thì được ở gì, ở đền to phủ lớn. Còn các vị thánh được gọi là qua cái bậc thần được dân suy tôn, có công đức lớn được suy tôn là thánh á, như là gì Đức Thánh Tản, Đức Thánh Mẫu, Đức Thánh Từ Đạo, Đức Thánh Mẫu Từ Đạo Hạnh và Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chữ Đồng Tử, Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta đó, thì các cụ gì, các vị đến phủ đền to phủ lớn, hương khói quanh năm ngày tháng không bao giờ, không bao giờ tắt vậy. Đó. Đấy, chúng ta thấy phân biệt là rõ ràng như thế. Cho nên chơi cây, trồng cây, chơi cây cũng lựa cây để mà chơi vậy. Chứ còn ở chùa thì ở chùa các vị biết là Phật là gì? Từ bi hỷ xả, tận độ chúng sinh. Ai có tâm đến với Phật, Phật cũng đều phải giang vòng tay lớn để che chở, để cứu độ và để giúp đỡ cho chúng sinh. Phật cũng từ một chúng sinh mà được phá mê khai ngộ, phá mê khai ngộ. Phật cũng từ một chúng sinh mà gì? Mà thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên chúng sinh ngày hôm nay chính là những vị Phật tương lai vậy. Cho nên Đức Phật là gì? Nơi cửa Phật là gì? Cây gì cũng có thể trồng được. Si sanh đa để thần cây đa, ma cây gạo là gì? Trồng tất. Các vị thấy ở chùa, góc chùa có một cây gạo. Ngày xưa có một mấy Phật tử nói với thầy: "Thầy ơi, chết sao ở trong chùa thầy lại trồng cây gạo thế này, ma nó về nhiều lắm." Không phải người bình thường nói với thầy đâu nhé, một nhà phong thủy hẳn hoi, một nhà phong thủy cũng rất nổi tiếng ở Hà Nội, đến là nói với tôi là: "Thầy ơi, chết sao ở chùa thầy lại trồng cây gạo như thế này, thầy trồng cây gạo ở cái cây này nhiều ma lắm, cho nên thầy đánh bỏ cây gạo đi, ở trong chùa thầy chỉ trồng si sanh đa đề thôi, không nên trồng cây gạo." Chắc là vị đã tưởng thầy không biết hay sao á. Thầy cười, thầy bảo là vâng, thầy đến đây thấy cây gạo nó có ở đây rồi, cho thầy cứ để nguyên đấy thôi, thầy cũng không chặt. Vị đấy cứ bảo thôi thầy chặt nó đi, nhưng mà thầy nghĩ là gì, lại thương, chặt họ đi thì họ lấy chỗ nào mà ngự. Nhà họ đã ở trước khi mình về nhận cái chùa này, tức là thầy về đây năm 2003 thì cây gạo nó có trước rồi, mình về sau người ta mình là đem chặt bỏ họ đi thì mình là gì, mình hóa ra người ta là coi mình như là kẻ gì, kẻ ác tăng ấy, thì làm sao mà độ được họ. Cho nên thôi, cho dù nó có nhiều ma đi chăng nữa nhưng Phật thì gì, thì phát nguyện ở cùng ma và độ ma, từ ma cho thành gì, thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát cơ mà. Mình nay là đệ tử Phật, học theo Phật mà đi quay lưng lại với chúng sinh, quay lưng lại với ma, quay lưng và lại với quỷ, quay lưng lại với thần á, thì mình có thử hỏi là mình có đúng là đệ tử Phật chân chính hay không? Chắc chắn không. Cho nên cười mà nói với cái bác phong thủy đó: "Vâng, thôi cứ để nhà chùa thì cứ suy nghĩ." Rồi có một ông thầy phong thủy nữa cũng rất giỏi, giỏi về xem
la bàn và xem gì, xem các hướng và xem về tâm linh. Đến đây vị này nói rằng: thầy ơi, sao chùa của thầy lại lắm ma thế? Chỗ nào cũng có ma thầy ạ. Thế là vị đặc biệt vị này ra vị xoay vào cái chỗ cái biển Loan Bộ ở trước cửa chùa ấy, cái đá đấy. Vị này lấy cái que sắt của vị hay đi xem cho người ta, vị này dí vào đâu nó, quý vị bảo cũng bảo chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, chỗ này có ma này, có người dí vào đâu cũng có ma. Thầy cười thấy bảo rằng: vâng, chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đúng không? Chùa mà không có ma thì đâu gọi là chùa. Đấy. Phật không có ma thì Phật sống một mình thì Phật độ ai? Phật thành chính giác để làm gì? Phật gọi là bậc thầy thiên nhân sư chi mô phạm để cứu độ chúng sinh khổ đau làm gì? Cho nên có ma, ma họ muốn ở lại trong chùa với thầy, ở với chư tăng để tu, đấy là tốt. Giống như chùa gì, mở ra khóa tu mà chẳng có mống nào đến để học á, có tốt không? Có ông sư lên tụng kinh một mình, giảng kinh một mình, và ngồi ăn một mình, ngủ cũng một mình, và sống một mình, mai kia chết cũng một mình. Thế có tốt không? Có độ được ai không? Không. Cho nên sư mà lên ngồi giảng á, mà đầy ma ở dưới hội trường, ma đầu bạc, ma đầu đen, ma áo nâu, để ma áo lam, rồi ma hữu hình, rồi ma vô hình. Xin lỗi các quý vị, chúng ta đều là gì? Những con ma chưa chết mà thôi. Còn khi nào chúng ta mất tấm thân này, nếu chưa giải thoát giác ngộ thì chúng ta cũng gì? Cũng là ma ấy mà. Thầy cũng thế thôi, chắc gì đã thoát được ma ở kiếp sau. Nếu mà kiếp này tu chưa đến nơi đến chốn, kiếp sau này thì lại là ma tăng. Các vị là ma gì? Ma ưu bà tắc, ma ưu bà di. Nói nôm na thế là ma Phật tử. Thầy thì là ma sư, còn trò thì là ma Phật tử. Nhưng mà nếu là ma sư, ma Phật tử thì vẫn gì? Vẫn tốt. Ấy, đi đến chùa nào đó thì cứ nghe cái ngày giỗ ngày Tết là chúng ta đến chùa nào cũng gì? Cũng được lên ban thờ để gì? Chuối oản chén no nê rồi vác bụng ra về. Có sướng không? Có thích không? Thích cho một chàng pháo tay. Thôi chết rồi, chết tay rồi. Quả này thì tôi chắc sau này các vị là ma thật. Thầy hỏi có thích làm ma không? Có muốn làm ma Phật tử không? Có muốn ngày giỗ ngày Tết ở chùa nào đó thì chúng ta đến chén một bữa no nê là về cái ngôi mộ của mình không? Hay là về tháp báo ân không? Mà thích không? Thích thì vỗ tay. Chết rồi. Quả này thì phải sám hối nhanh thôi. Sám hối nhanh thì còn kịp. A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe chưa hiểu cho nên con vội vỗ tay, cho con xin rút lại vỗ tay lúc nãy. Cho nên nếu Phật Tổ chứng minh gì thì con xin cho một chàng pháo tay to hơn nữa, coi như tỏ tấm lòng thành, con xin sám hối. Sao lại nghe nhỏ hơn thế này thì nguy to. Chắc có người vẫn còn lưu luyến chuối oản ở trên ban thờ. Khổ lắm. Sau này các vị có được vãng sinh về thế giới nào hay về được sinh về hải hội thế giới Phật nào, hỏi đệ tử của ai? Là đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ai dạy bảo các quý vị mà được về đây? Dạ bảo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Phật bảo là gì? Ô, tôi nghe thì cái ông thầy đó nó nói cũng được, mà sao các vị lại hiểu lầm ý của thầy các quý vị đến thế? Lúc đó Phật thì cười cho thì chết. Nghe phải hiểu chỗ nào là gì, chỗ nào là thầy cài chúng ta xem chúng ta trí tuệ có đủ nhanh nhá, có giống như năng châm hút ra sắt hay không, đúng không? Vậy thầy nói mà gì, thầy nói mà là không đúng, không chuẩn thì chúng ta phải gì, thầy bảo vỗ tay thì chúng ta phải lặng yên để phản đối. À đấy, thầy nói sai nhá,
Đấy, còn chỗ nào mà xứng đáng gì, thầy nói đúng, nói chuẩn, chúng ta hoan hỷ thì mới gì? Mới vỗ tay. Bảo vỗ tay để sám hối thì là lẹt đà, lẹt đẹt. Bảo vỗ tay để làm ma đói, để ăn chuối, ăn oản ở ban thờ thì lại sướng, vỗ tay thì ầm ầm lên với nhau. Đúng là chúng sinh. Đúng là chúng sinh. Quả này thì làm ma đói cơ hội 99%. Còn về Tây Phương Cực Lạc có 1% mà thôi. Đấy, các vị là cố tu làm sao từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, cố gắng chuyển từ 1% đó thành gì? Thành cho 100%. Chuyển từ 99% đó gì? Xuống thành gì? Thành 0%. Không có là nguy. Không có sau này mỗi khi cúng thí thực vào lúc cuối đàn đó thì lại làm ma đói tranh nhau ăn thì chết. Còn lên ban thờ á, các vị chưa đủ cửa. Thầy đây còn chưa chắc được lên ban thờ, huống chi các quý vị. Nói thân mà, lên ban thờ là gì? Dành cho các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Thần và các vị gì? Các vị thần linh. Chúng ta xuống dưới, ban dưới mà ngồi. Hoặc là ra ngoài gì? Ra ngoài hành lang mà ngồi. Làm gì được lên ban thờ, không đơn giản đâu các quý vị. Đấy, cho nên thôi, biết như thế thì cố gắng phải tu tập mà chuyển nghiệp cho tốt vào ngay từ bây giờ. Ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe này, còn ăn được, nói được, đi được, nghe được, tu được, hành thiện được, đoạn ác được, tu thiện được. Cố gắng làm luôn. Không có sau này, lúc đó thì nằm rên trên giường bệnh thì ăn năn hối cải cũng không gì, cũng không được nữa vậy. Rồi có Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Hoàng Minh Trung, số điện thoại pháp danh là Phúc Tiến, sinh năm 1976, địa chỉ vân vân. Con may mắn được biết đến Phật Pháp và biết đến chùa Khai Nguyên và biết đến phúc đức của Thầy. Con nên con bạch Thầy, kính xin Thầy cứu con. Năm 2017 đến 2019, nhà con bị một phù thủy yểm bùa ở nhà, ở mộ của bố con và bốc bát hương, xoay hướng ban thờ ra tiên. Cuối năm 2019 con bị ốm, năm 2020 con phải nghỉ việc cho đến nay. Trong 3 năm con ốm, tính cách vợ con thay đổi, tình cảm vợ chồng không còn nữa. Bản thân con cảm thấy không thể sống chung với vợ con được. Hiện nay con mới ốm dậy, mẹ con tuổi cao, ốm đau, hai con của con còn bé đang đi học. Hiện tại gia đình con hết sức bối rối và lo lắng về sự nguy hiểm của bùa ngải ảnh hưởng đến gia đình con, tương lai của các con của con và thế hệ sau này. Con kính bạch Thầy nhờ Hồng Ân Tam Bảo, mong Thầy chỉ dạy, cứu vớt gia đình con trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch Thầy, con rất mong gặp Thầy, Thầy hoan hỷ cho con gặp một chút. Con đang rất hoang mang, Thầy cứu con với ạ. Con Nam mô A Di Đà Phật. Viết đánh máy rồi, thêm vài chữ bút bi nữa để cho gì? Lâm ly bi đáp. Đấy. Cứ theo ngoại đạo tà giáo, bùa bùa ngải ngải, bây giờ gặp họa vào thân rồi mới biết gì? Mới biết chạy tìm đến cửa Phật. Thôi, như trong kinh Đức Phật dạy, có lỗi mà biết ăn năn, biết hối cải thì đấy là việc tốt. Như vị này á, thôi biết như vậy, biết tìm đến cửa Phật rồi thì đã tốt rồi. Nhưng cái trường hợp này, vị này về cũng nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng 100 ngày đi đã. Nam Nhi Đại Trưởng Phu dám làm mà dám chịu, chứ không thể bắt ai khác chịu thay cho mình được. Vì vậy mà trường hợp này thì tốt nhất là thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, nhất tâm phát nguyện ăn chay trong 100 ngày và tụng kinh Địa Tạng đủ cho Thầy 100 ngày.
lập cái đàn thờ nhỏ nhỏ trên ban thờ nhà mình, múc lấy 7 chén nước dâng lên trên ban thờ, thanh bông hoa quả thành tâm, héo hoặc thối thì lại thay, cũ cũ thì lại thay. Mấy ngày thay hoa một lần tùy vào thời tiết, nắng nóng thì hoa nhanh héo thì thay sớm, hoa lâu héo thì thay muộn. Quả cũng vậy, mua lấy cái đĩa bánh kẹo hộp hay là lọ gì đấy để cho nó lâu lâu được, một tháng thay hoặc 3 tháng thay một lần cũng được. Còn hoa quả thì cứ héo và thì mình lại thay. Đặc biệt là múc 7 chén nước tùng hàng ngày, sáng chiều tối ngày 3 thời, tức là mất hơn 3 tháng đó, 3 tháng 10 ngày đó các quý vị. Nhất tâm phát nguyện là chỉ kinh Địa Tạng như vậy. Một chén nước ở giữa đó, hàng ngày cứ sáng sớm thay ra thì lấy vẩy hết đất cát nhà cửa, từ phòng thờ cho đến phòng ở vân vân. Còn 6 chén còn lại thì cho tất cả người nhà cùng uống. Nếu mà ở ngoài mồ ngoài mả cũng chôn á, nhớ chôn được bùa bèn ở ngôi mộ nào đó thì cứ nhoan mỗi ngày nhoan lấy một chén ở giữa thì vẩy nhà cửa, một chén ở bên tay trái của mình hướng vào đó thì để riêng vào một cái chai. Đúng 7 ngày thì lấy cái nước đó, hoặc 21 ngày lấy cái nước đó để đem ra ngoài mộ đó thì mà vẩy, mà giải chung quanh cái ngôi mộ đó. Khi vẩy thì có thể là niệm Phật, hoặc là niệm chú vãng sinh, hoặc niệm chú An Mani Bát Minh Hồng. Tốt nhất là niệm chú vãng sinh và niệm chú án và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà ở ngoài mộ đó. Làm như thế cho thầy 100 ngày đầy đủ như đã thì lúc đó mới giải cái thì gì nhỉ. Bây giờ có giải thì nó chỉ giải được một thời gian, giải được trên hình thức thôi, chứ nó cũng không hết sạch được, cho nên không viên mãn được. Nếu nhất tâm mà làm có thể không cần các thầy đến giải, qua 21 ngày, qua 49 ngày đã yên dần rồi, qua 100 ngày thì yên hẳn rồi. Chẳng cần phải giải gì nữa, tự gì, tự công đức chúng ta đầy đủ, chư Phật Bồ Tát gia trì, rồi các vong linh quỷ thần âm binh kia tự nhiên sẽ được chư Phật Bồ Tát độ cho được siêu thoát hết rồi thì không cần phải giải gì nữa, cũng tự sẽ an. Trường hợp này khuyên làm như thế đã. Nếu chưa hết 100 ngày thì gặp thầy cũng như không gặp. Nghe thầy mà không làm thì nghe cũng như không nghe. Tới chùa cũng như chưa tới vậy. Điều quan trọng là gì? Y giáo phụng hành, làm đúng như lời dạy thì sẽ được công đức, được lợi ích thôi. Các Phật tử chúng ta không may nhà nào dính vào cái chuyện bùa bèn trước đây, cũng có thể như lý như pháp, như thế mà làm tất sẽ được lợi ích vô lượng vô biên vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy giúp con mấy việc như sau. Con xin cảm ơn Thầy, xin Thầy giấu tên cho con. Con tên là ABC. Con gái lớn sinh năm 91, con gái nữa của con sinh năm 92. Hiện con đang ở Hà Nội. Năm 2018, sát vách tường bên tay trái nhà con, người ta đào móng, ép cọc, xây nhà cao 7 tầng. Nên nhà con cũng bị ảnh hưởng, nứt tường, nhà cũ bị lún. Sau đó con có sửa lại nhà và cũng không gây khó dễ gì cho người ta. Nhưng con vô minh chưa biết đến Phật Pháp, nên trước khi sửa nhà con cũng không làm lễ gì, cứ thế hạ bàn thờ xuống vì có người bảo con xong rồi lễ cũng được. Nhưng sau mấy tuần chồng con bị mất, mấy tháng sau thì con bị ung thư đại tràng, và mấy năm sau thì gia đình con, con gái thứ hai của con, vợ chồng bỏ nhau, và hiện tại hướng nhà của con là hướng nam, hướng ban thờ là hướng lưng ban thờ áp ở phía tây, mặt bàn thờ thì nhìn ở hướng đông, hướng bếp nhìn ở hướng tây. Hiện giờ con đang ở cùng con gái lớn, con sinh năm 1991, chưa lấy chồng. Con kính xin Thầy chỉ dạy giúp con hướng ban thờ bếp. Con nên để hướng nào cho được thuận với tuổi hai mẹ con của con. Con xin cảm ơn Thầy. Phật tử này sinh năm 1967. 67 là nữ. Nữ thì sinh năm 67. Cộng 5 là 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72, 98, 72.
trừ 4, 6, 3. À, Phật tử này thuộc về Đông Tứ Trạch. Mệnh ly thuộc về hỏa. Hỏa thì Đông Tứ Trạch thuộc về gì? Hợp về hướng nam. Thế nhà hướng nam đây là được rồi. À, ban thờ hướng tây là sai, nên quay mặt theo hướng nhà là đúng. À đâu? Mặt ban thờ nhìn hướng đông. À, được rồi, lưng hướng tây, mặt nhìn hướng đông là được rồi. Bếp hướng tây. Hướng bếp hướng tây thì sai. À, bếp hướng tây là sai, gặp vào hướng không tốt của vệ sinh mệnh của mình. Cho nên trường hợp này nên hướng nhà được rồi, hướng ban thờ được rồi, với còn mỗi hướng bếp thôi. Phật tử này thì hợp với hướng đông là 1 này, đông nam là 2 này, chính nam là 3 này. Ba hướng này là hướng tốt, và hướng chính bắc là cũng gì cũng được. Đó, gặp một trong 4 hướng này thì đều được cả. Hướng nhà, hướng ban thờ được rồi, bây giờ hướng bếp nữa là được. Quay đầu giường ngủ như thế cũng nữa cũng là được. Còn có đây con gái sinh năm 1991. Con gái sinh năm 91 rồi. 91 thì trừ 4 còn 97. Còn 9 còn 87. Còn 87. 9872 9981 82 34 56 76. Còn con gái thì lại quay lại khác, con gái thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Thì con gái thì đầu giường nên quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc thì là tốt. Về nếu chưa nhớ được thì xem lại cái bài giảng mà gì, xem lại thì sẽ ghi lại thì nhớ được thôi. Một câu hỏi của một Phật tử, nó hỏi rằng con là Bùi Thị chấm 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 ở thôn Ngọc Long, Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Con bạch thầy, gia đình con có một đứa con gái, mấy hôm nay nó phá hết cả bát hương. Cháu nó suốt ngày nhìn lên ban thờ, nhớ tên người nào là nó chửi người đó. Gia đình con sang đây mong thầy cứu giúp. Gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử này ngay tí nữa nghe giảng xong thì đi làm một cái bài vị cho gia tiên bên nội, cái bài vị gia tiên bên ngoại, và một cái bài vị cho oan gia trái chủ của cái bé này, và làm cái sớ cầu an, cầu đảo bệnh cho bé này nữa. Ngay tí nữa làm đi, và đi ra mua lấy một chút cái lễ cúng, một cái lễ cúng riêng, dâng lên trên Tam Bảo một chút và dâng lên ở chỗ dưới đàn một chút. Ở dưới đàn Ban Địa Tạng chia thành 3, một lễ trên Tam Bảo, một lễ dưới Ban Địa Tạng và một lễ ở dưới, đặt ở dưới ban cúng chư vị thần và chúng sinh gì đó. Đó thì dâng lên đó, cúng lễ đi, xong rồi đến chiều lại thì lên các sư ông lên tụng kinh đó, xin lấy cái chén nước cúng để cho con nó uống nữa. Dần dần là ổn dần, về tu tập dần nữa, thành kinh Địa Tạng về mà tu nữa, tụng đọc nữa. Một Phật tử câu hỏi cuối cùng, hỏi rằng: A Di Đà Phật, con bạch thầy, thầy con thấy gần đây một số Phật tử có theo một phương pháp dùng chai nước thủy tinh màu xanh dương, đem phơi ra nắng, sau đó dùng nước đó để xịt lên người và uống. Con có hỏi thì báo đây là nước Thái Dương Lam Thúy, giúp tích tụ những năng lượng tốt lành và năng lượng của thần linh, giúp tốt cho sức khỏe và thiền định, giúp thanh tịnh thân tâm. Con thấy điều đó không đúng, nhưng con không biết phải làm sao nói cho bạn đồng tu hiểu ạ. Con xin thầy giúp con. A Di Đà Phật. Thực sự là hoang đường. Thực sự là gì? Mê tín dị đoan. Nếu ai đó mà tin rằng múc một đổ tí nước lọc vào trong cái chai nước có màu xanh
để ra ngoài trời nắng nóng, để thu hút cái năng lượng của trời đất âm dương á, rồi nói đó là nước gì, nước Thái Dương Lam Thúy, và cho rằng có công năng gì, tích tụ năng lượng tốt lành và năng và được cái gì, và được năng lượng của các thần linh giúp đỡ. Đây là tà đạo. Trong Phật giáo chúng ta không bao giờ truyền bá, cũng không bao giờ chấp nhận gì những cái gì, những cái việc làm phi lý như vậy, và những cái hành động gọi là không đúng với nhân quả, phản với khoa học như thế. Khẳng định với các quý vị như vậy. Rồi lại còn nói gì, được các thần linh giúp đỡ, tốt cho sức khỏe và tốt cho thiền định. Hóa rằng đi ngược lại lời Phật dạy về gì, về nhân quả, về đoạn ác tu thiện, về nhân giới sinh định, nhân định, định phát tuệ hay sao? Chỉ uống cái nước này thôi mà gì, được các thần linh giúp đỡ cho gì, cho có sức khỏe và cho có thiền định. Sai rồi, cực kỳ sai rồi các Phật tử. Rồi lại còn giúp cho thanh tịnh thân tâm nữa, phản khoa học, đi ngược lại với giáo lý nhân quả của Đức Phật. Đây chỉ có thể là gì, là pháp của gì, của ma mà thôi. Phật không bao giờ thuyết như thế. Bồ Tát thánh tăng lịch đại tổ sư chư vị gì tu hành chân chính không bao giờ nói như vậy, cũng không bao giờ dạy các môn đồ pháp chúng làm như vậy. Như vậy cho nên các Phật tử chúng ta, ai mà mang danh là Phật tử mà làm cái này á, tức là gì, là kẻ gì, ngu si vô trí vậy. Thà rằng chúng ta không phải là Phật tử làm cái điều này thì còn đỡ bị người ta cười chê là gì, mang tiếng là đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia của Đức Phật, của đấng đại hùng đại lực, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả đại trí tuệ, mà lại đi làm những cái việc tà đạo như thế, cái việc mê tín dị đoan như thế, cái việc gọi là nó gọi là nó lừa đảo con người ta một cách gì trắng trợn như vậy mà chúng ta cũng tin được, thì thầy không hiểu các vị học Phật cái kiểu gì, tu Phật bao nhiêu năm rồi mà còn mê mờ như thế. Rồi bắt đầu gì, kể cả cái sau cái vụ bạo loạn nho nhỏ do một số kẻ cuồng tín ở Tây Nguyên vừa qua, Bộ Công an cũng bắt đầu chỉ đạo gì, theo dõi và điều tra cái gì, một cái nhóm và triệt phá một cái nhóm gọi là cái nhóm gọi là Đức Chúa Trời ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta, trụ sở của nó là ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi phát hiện, cơ quan chức năng phát hiện ra một cái, đêm một cái là gì, nó thuê một cái tầng của tòa nhà chung cư nó làm trụ sở, nó truyền bá. Khi mà phát hiện ra là bị theo dõi một cái là đêm hôm đó qua sáng hôm sau, nó bỏ cả cái người cho thuê nhà mà nó cũng bỏ, nó chạy trốn luôn, không biết đi đâu. Nhưng nó chạy đâu cho thoát. Đối với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta mà, chúng ta nói thật với các quý vị, có thể nói là gì, thế giới họ cũng phải ngả mũ với cái cơ quan an ninh của Việt Nam chúng ta. Không muốn bắt thì thôi, chứ bắt mày chạy lên trời không thoát à. Có cái người ta tóm hay chưa tóm mà thôi. Người ta để cho một thời gian xem loài hết thì cái đuôi ở đằng sau, hoặc là cái người to nhất đứng đằng sau nó ở đâu, mục đích nó là gì mà thôi. Cứ tưởng là người ta không biết, làm sao không biết được. Đất nước Việt Nam của chúng ta làm cái gì cũng ở trong cái sự theo dõi sát sao cả. Có cái làm tốt thì người ta thì ủng hộ để cho mà làm, đem cùng chung tay xây dựng